trungauto.vn, xưởng đỗ ô tô uy tín số 1 hiện nay. Lắp đặt màn hình Android tặng ngay camera 360, thiết bị an toàn nhất hiện nay dành cho xe hơi với 4 mắt camera 360 Sony cắm trực tiếp trên màn hình Android. Bên cạnh đó, Trung Auto cung cấp các dịch vụ độ đèn ô tô, dán phim cách nhiệt, độ cửa hít, cốp điện, bọc ghế da ô tô, độ body kit, nâng đời xe hơi. Truy cập ngay kênh YouTube Công nghệ ô tô Trung Auto để xem các video review đồ chơi ô tô. Website trungauto.vn để xem chi tiết các sản phẩm. Chuyện săn năm tướng tài về làm AI của Momo, tốt nghiệp các trường top, làm ở các tập đoàn lớn, tại sao cả năm chịu về Việt Nam nhận mức lương chỉ còn phân nửa? Tối mùng 4 Tết năm 2017, Vũ Thành Công khi ấy còn là nhân sự của Boston Consulting Group, gọi điện cho Nguyễn Mạnh Tường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Momo để đưa ra câu trả lời cuối cùng về lời mời công việc tại ví điện tử này. Với thói quen của một tư vấn viên, ông đã lập một bảng Excel với vài chục trọng số cân đong đo đếm về lợi hại, giữa việc ở lại một tập đoàn lớn như BCG hay về với một startup Việt chấp nhận mức lương chỉ còn phân nửa. Một startup trong nước chẳng thể cạnh tranh nổi về lương, thưởng hay chính sách đãi ngộ với các tập đoàn đa quốc gia. ESOP, kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên, một công cụ thưởng được startup trọng dụng, không hề có tác dụng trong trường hợp công nhân sự của Momo. Thậm chí cổ phiếu ưu đãi loại này còn bị đưa ra gọi đùa là cổ phiếu bạc đãi, vốn không có nghĩa nếu như startup không thành công hoặc các anh em không cùng chí hướng. Cú điện thoại tối mùng 4 Tết. Nguyễn Mạnh Tường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Momo nhớ lại cú điện thoại với Vũ Thành Công hơn 4 năm về trước. Tôi nhớ hôm ấy mùng 4 Tết, đang ở Huế, thực hiện cuộc gọi chốt cuối cùng về việc Công có về Momo hay không. Công bảo, em làm bảng Excel, phân tích lợi hại, phát ra mấy chục trọng số để phân tích ở Momo hay ở BCG tốt hơn. Vũ Thành Công sở hữu bằng MAM, thạc sĩ quản lý cấp cao và MBA từ Đại học Yale và trường kinh doanh Michael Smurfit, Đại học University College Dublin. Sau khi tốt nghiệp năm 2015, ông đã đầu quân cho tập đoàn Boston Consulting Group BCG. Làm việc tại tập đoàn hàng đầu thế giới như vậy, thì việc đi máy bay hạng business ở khách sạn 5 sao như là cơm bữa. Một startup như Momo sẽ chẳng thể so sánh được với chính sách đại ngộ, khi lãnh đạo ra Hà Nội thì vẫn ở khách sạn 2-3 sao trên phố hàng hành. Nếu như về Momo thì đồng nghĩa với việc mức lương của ông Công sẽ sụt giảm 50%. Ông Tường thuật lại quyết định của người ở phía đầu dây bên kia rằng một bên là app Momo, còn một bên là Slide BCG. Các tư vấn chiến lược thường dùng Slide để thuyết trình với doanh nghiệp. Em tự hỏi đời mình muốn làm app hay là Slide. Thôi, toàn bộ bảng tính sổ kia coi như cho vui. Thực tình là em muốn làm app. Năm 2017, Vũ Thành Công chính thức đầu quân cho Momo, hiện giữ vị trí phó tổng giám đốc phụ trách sản phẩm và trải nghiệm khách hàng, đồng thời góp mặt vào Hội đồng Trí tuệ Nhân tạo AI. Hội đồng AI mới được Momo lập ra với tham vọng trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực AI tại Việt Nam, gồm 5 thành viên chủ chốt. Ngoài ông Vũ Thành Công thì hội đồng này còn bao gồm các ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Co-CEO ví Momo, Thái Chí Hùng, CTO ví Momo, Đặng Hoàng Vũ, Giám đốc AI mảng tăng trưởng kinh doanh ví Momo, cựu giám đốc khoa học ban công nghệ tập đoàn FPT và Trịnh Xuân Tuân, giám đốc khoa học dữ liệu ví Momo là founder store pick mà ví điện tử này vừa M&A. Chọn là mắt xích nhỏ giữa triệu người hay về quê hương để thay đổi cả nền công nghệ nước nhà. Có được đội ngũ nhân sự như hiện tại, ông Nguyễn Mạnh Tường cho là nhờ vào duyên hay là được cô thương. Là kiến trúc sư trưởng của toàn bộ các hệ thống công nghệ cốt lõi tại ví Momo, Thái Chí Hùng luôn góp mặt trong các sự kiện lớn của Momo. Với áo phông không cổ màu đen và quần jeans, mặc kệ các C-levels trong trang phục sơ mi hay quần âu. Ông Hùng về mới Momo vào năm 2014 cũng là người chơi ESOP là cổ phiếu bạc đãi. Bỏ cơ hội làm việc tại IBM Pháp, lựa chọn quay trở về Việt Nam, ông Hùng cho biết ông không muốn là mắt xích nhỏ cho một cỗ máy lớn. Mắt xích nhỏ cũng chính là keyword Momo kéo được ông Nguyễn Mạnh Tường hơn 10 năm trước đang làm việc cho Cisco System Mỹ về Việt Nam làm việc. Ông Tường có bằng MBA tại trường kinh doanh Both, Đại học Chicago. Nhìn lại thời điểm về với Momo, ông Tường tả thực là rất khổ khi không biết mình sẽ xây dựng cái gì và xây như thế nào. Ông nói, từ bỏ công việc ở tập đoàn lớn về với Momo là quyết định không dễ dàng với bất kỳ ai. Tôi nghĩ sự khát khao muốn dùng công nghệ tạo ra tác động cho cuộc sống, thực sự muốn thay đổi Việt Nam đã gắn kết các anh em. Đó cũng là điểm chung của rất nhiều anh em làm công nghệ. Một điểm chung vô tình với giả nhân sự mở Momo là phần lớn đều có xuất phát điểm từ các trường đại học danh giá và kinh nghiệm làm việc từ tập đoàn lớn.
Hai nhân sự còn lại trong ngũ trụ của hội đồng AI là ông Trịnh Xuân Tuân, tốt nghiệp thạc sĩ trường Uppsala University, Thụy Điển, và Đặng Hoàng Vũ có bằng tiến sĩ khoa toán học trường đại học Cambridge. Ông Tuân thành lập Zapic, tên gọi trước đây là NextMorty, năm 2017, một công ty giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng vãng lai thành người mua hàng thường xuyên bằng cơ chế khuyến nghị recommendation sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Ông cũng từng làm việc cho FPT Software, Vega Corporation, Tapeville ở thung lũng Silicon, Hoa Kỳ trước khi trở thành giám đốc khoa học dữ liệu tại MoMo. Trong khi đó thì ông Vũ là cựu giám đốc khoa học ban công nghệ tập đoàn FPT. Ông từng làm việc tại tập đoàn HP Hewlett Packard tại Anh. Trước khi gia nhập vào MoMo thì ông cũng đã từng làm việc cho bộ phận bảo vệ người dùng tại Facebook, sử dụng công nghệ AI chống các tin xấu về y tế trên hơn 40 thị trường toàn cầu. Từ tháng 5 2021, ông phụ trách việc phát triển các nền tảng ứng dụng dữ liệu và AI trong các mảng kinh doanh của MoMo. Bảo Bảo, doanh nghiệp và tiếp thị, CafeBiz, Đấu Đá TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.